Dương và Nguyệt, Hoàng Huyền cùng mở chiếc phong thư mà ông Quảng đưa cho Dương chứa những tài liệu về quá khứ của Lâm. Đó là những hình ảnh Lâm chụp cùng chị Ái Phi và bản hợp đồng chuyển nhượng thể hiện căn nhà Lâm đang ở chủ cũ chính là chị Ái Phi. Dương nghĩ Lâm được bao nuôi. Điều này khiến Dương càng buồn và thất vọng hơn. Cô quyết định gọi điện hẹn gặp ông Quảng. Khi gặp ông Quảng ở nhà hàng, Dương nói thẳng không muốn ông Quảng gọi cho mẹ mình vì như thế bố lực. Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê của cô sẽ không thoải mái. Mỗi người chỉ cần có một người bố là đủ rồi, Dương nhấn mạnh. Ông Quảng tặng Dương một chiếc vòng rất đẹp và đắt tiền nhưng cô không nhận vì thứ tốt đẹp nhất mà cô từng mong muốn là tuổi thơ có bố. Bác có trả lại cho cháu được không? Một câu hỏi khiến ông Quảng không thể nói gì. Dương kể cho ông Quảng nghe rất nhiều về tuổi thơ khao khát có bố của cô. Dương viết nhật ký từng ngày cho bố. Nghe vậy, ông Quảng thừa nhận trước đây mình đã có những sai lầm nên bây giờ ông muốn bù đắp cho Dương. Tuy nhiên, cô khẳng định hiện tại cô đã có bố, đã đủ đầy rồi, một cốc nước đầy thì cần gì rót thêm nữa hả bác? Ông Quảng nhắc lại Dương mới là máu mủ, ruột thịt của mình. Dương nói thẳng không cảm nhận thấy tình yêu của ông Quảng dành cho mình. Cô vừa khóc, vừa nhắc lại chuyện quá khứ ông Quảng bắt mẹ cô phá thai. Khi cô được 4 tháng, ông Quảng đã rời đi vì không muốn vướng bận gì. Dương còn nhớ năm đó, mẹ cô hứa nếu Dương được điểm cao nhất trường thì sẽ đưa đến gặp bố. Giữ lời hứa, mẹ Dương buộc phải đưa con lên thành phố gặp ông Quảng. Toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn của mẹ với ông Quảng đều được Dương đứng gần đó nghe thấy hết. Ra về, Dương nói với mẹ rằng cô không cần bố nữa, không cần mẹ tìm bố cho cô nữa. Bây giờ, Dương nói xét cho cùng buổi gặp bố đầu tiên đó cũng là may mắn cho cô vì trực tiếp mắt thấy tai nghe, cô không còn mong đợi gì nữa. Cô nói thẳng nếu 3 năm trước, vợ và con trai ông Quảng không mất vì tai nạn thì liệu ông còn nhớ đến và muốn bù đắp cho Dương không? Cô khẳng định cô có tình yêu thương vô điều kiện của bố lực rồi nên cô không cần tình yêu có điều kiện của ông Quảng. Dương lại nhắc đến chuyện của Lâm. Cô biết ông Quảng đã ra điều kiện với Lâm và biết sự lựa chọn của Lâm. Anh ấy không xứng đáng làm bạn của cháu cũng giống như bác không xứng đáng làm bố cháu, Dương nói rồi khóc nức nở chạy đi. Ông Quảng cũng đau thấu tim gan trước những lời nói của con gái. Là người nói lời chia tay nhưng Lâm ngày nhớ đêm mong Dương. Sau khi nói lời chia tay, Lâm, Trần Quốc Anh lại đến khu tập thể Dương ở, không ngờ gặp cô ở dưới sân. Dương cảm ơn Lâm vì đã dừng lại đúng lúc để cô nhắc bản thân mình là hai đứa không phù hợp. Và em sẽ không thích anh nữa, Dương nói. Cô còn dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói rằng sẽ không dành tình cảm cho người không xứng đáng. Lâm trở về phòng rất buồn bã, những hình ảnh của Dương cứ vương vấn trong đầu anh. Thế là Lâm đã ký hợp đồng với công ty ông Quảng xong xuôi. Tùng, Trần Nghĩa kể rằng cả công ty nói Lâm là ăn cháo đá bát vì cướp chiếc ghế của anh Quyết. Dù đã suy nghĩ kỹ mới đưa ra quyết định nhưng sau khi quyết định, Lâm không thoải mái gì mà rất buồn bã. Anh luôn nghĩ tới Dương, muốn nhắn tin xin lỗi cô nhưng cô đã chặn mọi liên lạc từ Lâm. Cháu trai của Lâm tình cờ nhìn thấy Dương khóc trên đường nên liền quay clip lại gửi cho chú. Lâm nhận được tin nhắn, lập tức chạy đi tìm Dương. Tối hôm đó, Dương rủ Nguyệt đi ăn, cô quyết định hôm nay phải say. Dương kể cho Nguyệt nghe chuyện hôm nay gặp ông Quảng, cô đã rất đau lòng. Lâm sau khi không tìm thấy Dương đã đến khu tập thể chờ cô ở dưới sân, nhưng vừa nhìn thấy Lâm, Dương đã chạy bỏ lên nhà. Quý vị đó.